Rồi xin chào anh em, hôm nay mình soạn hàng để gửi cho đại lý. Thì hôm nay sẵn báo giá cho mấy anh em thợ luôn. Thì motor cổng lùa IH 600kg của bên mình thì giá là 3,2 triệu một bộ ha. IH lùa 600 3,2 có hai cái remote. IH 800 thì giá 3,5 triệu. IH 1000kg thì giá là 4 triệu. IH 1500kg thì giá của nó là 4,5 triệu. IH 2000kg thì giá của nó là 6,5 triệu ha. Bên này bên mình là giao hàng toàn quốc luôn ha. Anh em nào mà muốn làm đại lý mà lấy số lượng nhiều á thì liên hệ với mình để mình cho chính sách giá nó được tốt hơn ha. Thì đây là motor IH thằng Taiwan ha, này 600kg, giá của nó là 3,2 triệu một bộ ha. Thanh răng thì 180.000 một mét. Cái bộ này có thể tích hợp được bộ đóng mở cửa bằng điện thoại ha anh em. Thì khi anh em mua hàng của mình thì một motor của mình sẽ bao gồm hai cái remote kèm theo. Rồi anh em có muốn mua cái bộ đóng mở cửa bằng điện thoại thì mình sẽ đấu sẵn cho anh em luôn ha. Thì khi anh em xài cái bộ đóng mở cửa bằng điện thoại này thì anh em ở cơ quan hay xí nghiệp gì đó thì hoặc là đi chợ, đi đâu xa thì đều có thể mở cửa được ở nhà. Chỉ cần có khách tới anh em ở bất cứ chỗ nào anh em cũng có thể mở được cửa ha. Thì hôm nay mình đang soạn cái motor cổng lùa gửi cho đại lý ha. Thì trước khi gửi hàng cho đại lý thì mình đều kiểm tra đấu nối soạn sẵn rồi cài đặt remote. Những cái nào cần thiết thì mình làm sẵn hết rồi để khi về anh em bán cho mấy anh em thợ khác thì dễ dàng ha, dễ dàng lắp đặt. Cái này khi mà anh em lắp đặt thì anh em chỉ việc cố định cái motor rồi hàng cái thanh răng dính lên trên cánh cửa cổng. Cố định motor, hàng thanh răng dính lên cánh cửa cổng. Thì ở đây nó có hai cục 500 nè, một cục gắn ở vị trí thấp ha. Một cục thì gắn ở vị trí cao. Để nó tương thích với một cái rờ le ngắt nè, ở trên và ở dưới nè, hai cái. Đó. Để nó có dấu cho mình nè, cái dưới nè, cái trên nè, đó. Thì khi cái motor tơ chạy á, nó quẹt qua bên cái rờ le dưới hoặc rờ le trên á thì cái cửa nó sẽ dừng lại. Thì cái này khi anh em lắp đặt xong xuôi hoàn thiện hết rồi á, rồi anh em bấm cửa chạy ngon lành trơn tru hết rồi á thì anh em sẽ tiến hành cho nó học hành trình lại. Để học hành trình này rất là đơn giản, anh em chỉ cần nhấn cái nút này giữ vòng 5 giây. Đó, đèn xanh sáng lên kêu có tiếp, là đầu cái motor bắt đầu chạy. Thì khi chạy á thì cái cục 500 á nó sẽ quét qua cái hành trình này, đó nó sẽ cửa sẽ dừng lại đảo chiều nè. Đó. Đó, nó giảm tốc nè anh em, đó giảm tốc chạy chậm chậm chậm. Rồi xong cục 500 quét qua thì nó sẽ dừng lại ha. Đó, nó quét hở cái tầm này là nó cũng bắt rồi, cái tầm này nó cũng bắt rồi, nó bắt cũng nhạy lắm. Thì hai cái thì cục 500 này mình sẽ gắn trực tiếp lên trên thanh răng nè anh em. Đó, một cục cao cục thấp. Nếu mà vị trí gắn mà không đúng thì anh em sẽ đổi ha, đổi vị trí lại ha. Là nó có một cục cao với một cục thấp nè. Cục thấp này á với cục cao bên kia mình có thể đổi qua đổi lại ha anh em để cho đúng cái vị trí của nó ha. Thì cái sản phẩm này bên công ty mình bảo hành là 1 năm ha anh em. Sản phẩm này mình bảo hành cho anh em là 1 năm. Nếu mà gặp mà lỗi làm gì thì mình sẽ đổi cho anh em cái motor khác luôn ha. Thì anh em trước khi lắp đặt cái motor thì em nhớ kiểm tra cái phần cổng của mình đẩy phải nhẹ nhàng trơn tru ha. Đừng có đẩy lúc nặng lúc nhẹ, đừng có vướng này kia. Phần đường ray các thứ làm cho trơn tru bảo đảm thì cái motor mình nó hoạt động nó mới bền bỉ được. Rồi anh em thấy hay nhớ bấm đăng ký đi xem kênh của mình ha, cho thêm like nữa. Rồi nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình ha. Có clip mới ra thì anh em sẽ nhận được thông báo ha. Rồi cảm ơn anh em, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở clip sau.